Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái app kiếm tiền online không mất vốn nhé. Thì đầu tiên đây là một cái app mà giúp các bạn có thể xem video YouTube. Các bạn không cần phải bỏ vốn mà các bạn chỉ việc bỏ thời gian ra để xem. Thì hiện tại là đây là giao diện cái app kiếm tiền online. Thì ở đây có phần nhận quà tặng. Thì cái phần này nó sẽ có những phần quà tặng, nó gửi mã cho các bạn để gửi qua email cho các bạn để các bạn nhập vào đây. Thứ hai là thống kê hệ thống. Đây là những số liệu thống kê về số lượng thành viên đang làm. Đây là nhiệm vụ thành viên này. Thành viên thì có 26 video mà. Số lượng đã làm là quá nhiều. Hiện tại đang đứng top 1 và top 2, top 3 của 3 người. Thì chủ yếu bây giờ chúng ta kiếm tiền là cái phần nhiệm vụ nhá. Thì mình sẽ ra phần trang đầu này. Thì đối với kiếm tiền online thì các bạn sẽ ấn vào đăng ký. Mình sẽ để đường link ở bên dưới phần mô tả video. Thì các bạn có thể đăng ký theo comment. Sau đó các bạn nhập mật khẩu nhá. Thì các bạn có thể đăng ký theo ở phần đó, thì mình đã có một cái video hướng dẫn đăng ký rồi. Thì đối với khi các bạn đăng ký vào xong, các bạn đăng nhập thì nó sẽ có mục làm nhiệm vụ, nó sẽ hiện ra như này. Thì các bạn bấm vào nhiệm vụ xem video, thì các bạn chỉ việc là xem video. Mỗi một video của chúng ta sẽ được là 750.000, 750 đồng nhé, Việt Nam đồng 750 đồng á. Thì các bạn ấn vào chữ làm việc này. Đó. Thì các bạn xem ở cái phần góc dưới này thì có 0/64 giây. Thì các bạn bấm vào để cho nó chạy này. Thì cái số thời gian là độ bao giờ 64 giây thì nó sẽ có chữ hoàn thành cho các bạn. Đây là nhiệm vụ chúng ta xem hết trong vòng 64 giây. Sau khi hết 64 giây cho nó sẽ báo cho các bạn là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó các bạn ấn vào hoàn thành và ấn OK để nhận thưởng. Đó, chúng ta cứ xem liên tục. Thì hiện tại là số dư của mình sẽ ở trên này. Thì các bạn cứ xem cho đến khi đủ số tiền để các bạn có thể rút. Thì các bạn nếu mà có thời gian các bạn xem liên tục. Thì đối với khi các bạn có thể đổ được 200.000 thì các bạn bấm vào chữ rút tiền này. Thì ở trên phần này rút tiền thì các bạn sẽ nhập số tiền ở đây. Sau đó các bạn sang bên này chọn ngân hàng hoặc chọn Momo. Ở phần bên này thì các bạn có thể nhập cái tên tài khoản của các bạn, tài khoản của ngân hàng của bạn, hoặc tài khoản tên tài khoản của các bạn của thẻ ngân hàng hoặc là Momo này. Bên này thì số tài khoản hoặc số tài khoản của Momo thì các bạn ấn rút. Thì đối với đây là rút tiền thì tối thiểu là 200.000, chỉ nhận tiền qua ngân hàng hoặc Momo nhé. Lệnh rút và sẽ được xử lý chuyển tiền từ 00 giờ cho đến 3 giờ mỗi ngày. Các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ phải kiếm đến 200.000. Thì các bạn cứ làm nhiệm vụ hàng ngày. Cái này không phải mất công bỏ vốn một đồng nào. Các bạn chỉ việc xem video YouTube hàng ngày.
thì các bạn có thể kiếm tiền, thì các bạn có thời gian rảnh rỗi các bạn có thể bấm vào đây để xem. Mình sẽ để link ở bên dưới của các bạn nhé, mình sẽ để link ở dưới video, các bạn có thể ấn vào đấy để đăng ký cái đường link để chúng ta đăng ký tài khoản nha, để làm nhiệm vụ. Cảm ơn các bạn đã xem video này.